Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Trường Winner. Hôm nay thì mình có chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm của mình khi mà sử dụng với cái ví VNDC. Đó. Thì mình sẽ nội dung chính của video này là mình nói về cái chức năng farming ở trên ví VNDC. Đó. Hiện tại thì chúng ta có thể kiếm tiền thụ động ở trên ví VNDC bằng cái chức năng farming. Đây, farming ở đây bạn nhé. Đó, farming. Thì với cái giải thích, mình sẽ giải thích sơ qua về farming là gì. Đó, nó khác gì với lại staking daily. Đó, trên... ví VNDC thì mình cũng đang hưởng cái lãi hàng ngày bằng cái chương trình là staking daily. Đó, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một cái tính năng nữa mà VNDC đang áp dụng, đấy là farming. Thì staking daily mình nói qua là nó giống như kiểu là mình gửi tiết kiệm đấy bạn. Đó, tuy nhiên thì cái lãi của VNDC trả cho cái việc là chúng ta gửi tiết kiệm này thì khá là cao, là 12,79% trên một năm. Đấy là lợi, là lãi. Đó. Thế thì và cái lãi này thì nó sẽ trả từng ngày các bạn. Đó, thì mình sẽ show cho các bạn nhé. Thì trong cái staking daily này á, thì với cái số tiền hiện tại mình là 108 triệu VNDC thì hàng ngày mình có nhận được là 35.000. 35.000. 35,7.000 đồng. Đó. Là tiền nhận lãi qua đêm. Đúng không ạ? Rồi. Thế thì với cái chương trình farming ấy, thì nó khác gì? Với staking daily thì ví dụ như bạn gửi tiết kiệm ở cái đồng coin nào thì bạn sẽ nhận được cái lãi ở cái đồng coin đó. Ví dụ như là mình gửi lãi ở cái đồng USDT này thì mình sẽ được nhận lãi là tiền bằng USDT. Đây, staking đây. Thì chúng ta có VIDB, mình cũng nhận được lãi hàng ngày này là 2,6 này. Đấy, 2,6 VNDC và USDT. USDT thì đó, hàng ngày mình sẽ nhận được là 0,2 đô la. Được chưa ạ? Thế thì cái thằng farming này thì nó khác gì? Farming, chúng ta vào trong nhá. Farming thì ở đây có rất nhiều những cái pool. Đó, pool các bạn có thể chọn những cái pool nào. Các bạn có những đồng coin nào thì các bạn có thể chọn. Ví dụ như là VIDB pool, CAI pool, BDS pool, vân vân, USDT. Thì nó cũng là một cái dạng của staking thôi. Đó, tuy nhiên thì nó sẽ là với cái staking daily ấy, thì bạn có thể rút được cái tiền của các bạn bất kỳ lúc nào. Đó, nó giống một cái ví và bạn rút bất kỳ lúc nào. Và cái tiền lãi nó sẽ tính vào cái trên cái số đồng coin hiện tại mà các bạn đang có. Đấy. Có bao nhiêu thì nó sẽ tính lãi bấy nhiêu. Thế còn cái thằng farming này này thì các bạn bắt buộc là nó sẽ lock cái số tiền mà các bạn nạp vào. Chẳng hạn như mình dùng USDT pool, ở đây có rất nhiều những cái gói farming. Chẳng hạn như là cái gói 90 ngày này. Đó. Gói 180 ngày này. Được chưa ạ? Rồi gói 48 ngày. Ví dụ vậy. Thì nó khác nhau ở cái chỗ nào? Khác nhau với staking ấy. Cái farming khác staking, tức là bạn nạp vào một cái đồng tiền nào đó. Ví dụ như mình nạp là USDT và mình nhận lại được bằng một cái đồng coin khác, chứ không phải là cái đồng coin mà mình đã nạp vào. Chẳng hạn như bây giờ mình nạp là USDT thì mình sẽ nhận lãi bằng VNDC. Đó, ở đây nó có luôn cái nội dung farm cho mình luôn. Đó. Chẳng hạn như ở bên dưới này thì ví dụ bạn nạp cái đồng CAI thì bạn sẽ nhận lại là USDT. Đấy, các bạn hiểu như vậy. Nó có hai cái sự khác nhau, là một là bạn nạp một đồng coin và cái tài khoản cái đồng coin đó nó sẽ bị lock lại, tức là bạn sẽ không thể nào mà làm bất kỳ cái việc là rút tiền
trong cái khoảng thời gian là ví dụ bạn chọn là 90 ngày thì khi bạn nạp vào thì bạn sẽ không được rút cái số tiền bạn đã nạp. Đấy, nó khác với staking là như vậy. Cái thứ hai nó khác nhau là khi bạn nạp cái đồng nào, một cái đồng tiền nào đó thì bạn sẽ nhận được một cái đồng coin khác, bạn nhận lãi bằng một cái đồng coin khác. Được chưa? Đấy, còn staking là bạn nhận đúng được cái đồng coin mà bạn đã staking vào. Rồi. Thế thì ở đây á, mình sẽ nói cho các bạn rõ hơn về cái lợi ích khi mà mình tham gia vào farming. Thì bình thường nếu như staking ở đây này, staking ở đây thì với đồng USDT nhé, USDT hiện tại mình có 1.283 đồng USDT, thì hàng ngày á mình đang nhận cái mức lãi là 6% trên một năm. Đấy, USDT thì staking nó sẽ là 0, sẽ là 6. Đây, mình sẽ vào trang của VNDC và mình cho các bạn xem. Được không ạ? Đây. À, người ta nói đây này. Với VNDC thì staking cũng cung cấp cái tính năng cho USDT để là 6% trên năm. Được chưa? USDS là 6% và vàng CHI là 3%. Đấy. Thế còn VNDC thì nó sẽ là 12,79% trên một năm là lãi, là lãi. Được không ạ? Cho nên là cái thằng farm này này thì nó khác ở cái là cái lãi của nó cao hơn. Đó, mình sẽ vào USDT pool nhá. Thì các bạn xem này, cái gói nạp của mình, ví dụ mình chọn là gói 90 ngày thì cái lợi nhuận của mình sẽ là 16,67% trên một năm. Đó, nó cao rất hơn rất là nhiều đúng không? 180 ngày sẽ là 18,19% lợi nhuận. Được chưa? Thì ở bên trong này các bạn có thể chọn bất kỳ cái thời gian và cái gói nào mà các bạn cần. Chẳng hạn như cái số tiền của bạn là nhàn rỗi, các bạn không sử dụng gì đến nó thì các bạn có thể sử dụng cái dịch vụ farming. Được không ạ? Thì như ở đây á, mình sẽ chọn là sẽ trong cái nội dung video này thì mình sẽ thực hiện cái việc là farming cho cái gói 180 ngày. Tức là mình sẽ nhận được cái số tiền cái pool đào này này, cái farm này này, nó sẽ kết thúc vào ngày mùng 7 tháng 8. Đây, nó sẽ kết thúc vào ngày mùng 7 tháng 8. Đó. Và lợi nhuận của mình là 18,19%. Được chưa? Mình sẽ thử vào đây nhá. Mình sẽ thử vào đây. Rồi. Thì cái nội dung ở bên trong nó là gì? Được chưa? Thì ở đây người ta có một cái thông tin, mình có ấy, một cái thông tin là tỷ lệ phần thưởng này. Các bạn xem tỷ lệ phần thưởng này. Tỷ lệ phần thưởng mình kích vào cái dấu hỏi này xem nhá. Tức là nhận được 12 VNDC với mỗi một đồng USDT nạp vào. À, tức là sao? Cứ mỗi một đồng USDT thì đúng rồi, mỗi một đồng USDT các bạn nạp vào đây thì các bạn nhận được tương ứng là 12 VNDC, cho nên là họ có cái tỷ lệ là 1/12. Đấy, 1/12. Rồi. Và cái chu kỳ trả thưởng này là hàng ngày. Đấy. Hiện tại thì mình chưa staking cho nên là họ ghi ở đây là mình chưa có staking một cái đồng nào hết, là 0, 0. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ thử nạp nhé. Mình sẽ thử nạp cho các bạn. Mình sẽ vào nạp này. Rồi. Thì hiện tại là mình sẽ nạp hết và mình sẽ vào cái nút mắc này. Mắc. Mình sẽ nạp hết số tiền. Thì ở đây nó sẽ cho các bạn nhìn này. Cái số tiền này là 2 triệu mốt. Khoảng hơn 2 triệu VNDC mà mình sẽ được nhận. Sau khi mà cái farming này sẽ kết thúc. Thì mình sẽ được nhận cái số tiền lãi là như vậy. À, một trong những cái điều của mình đã hỏi lại bên support đó, thì sau khi mà cái hạn đào, cái hạn farming này hết thì mình sẽ nhận được cả gốc và lãi các bạn nhé. Xin lỗi các bạn, sẽ nhận lại được cái, mình sẽ rút được cái số tiền gốc, tức là 1.283 đồng USDT. Nhưng lãi, tức là cái đồng VNDC trong 2 triệu này, trong 2 triệu này nó sẽ chia ra từng ngày và nó trả cho mình, sẽ trả cho mình về ví hàng ngày bằng VNDC.
Đấy, còn khi hết cái hạn farming thì mình sẽ rút cái tiền gốc về. Đó, thì cái chương trình farming này nó sẽ phù hợp cho những bạn mà có cái số tiền mà mình già nhàn rỗi đó, và các bạn muốn đầu tư và các bạn muốn sinh lời thì các bạn có thể dùng cái tính năng farming này, thì nó cũng khá là an toàn, được không ạ? Đấy là một cái đầu tư khá là an toàn. Đấy là một cái chia sẻ của mình, được chưa ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ làm thực hiện cái nạp nhé, cái lệnh nạp này, lệnh mắc và mình nạp. Nạp. Rồi, thông báo họ đã ghi là bạn đã nạp thành công. Chi tiết giao dịch. Đợi một chút. Rồi. Như vậy là họ đã báo giao dịch thành công. Được chưa ạ? Đó. Thì hiện tại là cái số tài khoản của mình là người ta đã báo lại đây này, là bạn đã stake là 1.283 USDT. Được chưa? Và cái số tiền lãi dự kiến mà mình nhận được là khoảng hơn 2 triệu VNDC. Rồi. Đó. Mình thử ra bên ngoài xem nó như thế nào nhá. Rồi. Như vậy là cái số tiền USDT của mình nó đã về không, bởi vì mình đã farming, mình đã nạp vào trong cái pool rồi, được chưa ạ? Và hàng ngày mình sẽ nhận được cái số tiền lãi hàng ngày nó gửi vào trong ví của mình. Đó. Đây là cái chia sẻ cho mang tính cá nhân của mình nhá. Thì các bạn có thể có rất nhiều cái cách để các bạn đầu tư và các bạn có thể sinh lời bằng cái số tiền nhàn rỗi của các bạn. Đó, còn mình thì mình sẽ sử dụng cái tính năng farming và staking. Đó, hiện tại mình đang dùng cái tính năng này. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể là kiếm thêm được những cái đồng coin ở trên này bằng cái việc là các bạn có thể nâng cấp cái cấp độ VIP ở trên cái ví của mình á. Thì hiện tại cái ví của mình là đang ở cái mức độ là cấp độ là VIP 5. VIP 5. VIP 5 thì nó sẽ có một số cái lợi thế, là ví dụ như là mình có thể chuyển tiền hoặc là mình rút tiền thì nó sẽ không tính phí, sẽ không hoàn toàn không mất phí. Đó, và hàng ngày thì mình có một cái hay nữa là mình sẽ vào cái hạng mục là Lucky Draw này. Đấy, thì mình sẽ nhận được những cái đồng VIDP miễn phí. Đó. Ở đây mình có thể cho các bạn xem. Đây, hàng ngày là mình mở cái hộp quà và mình có thể nhận những cái đồng này miễn phí này. Được chưa? Đấy. Đây. Đây là lịch sử mà mình đã nhận được những cái đồng này miễn phí. Đây. Hàng ngày mình đều nhận được. Đó. Thì cái ví NDC hiện tại là cái ví mà mình đang rất là tin dùng, và mình hầu như là mình xoay quanh cái ví VNDC này hết. Đó, cho nên là những bạn nào mà chưa có cái tài khoản của ví VNDC thì có thể là đăng ký theo cái đường link mình để ở cái phần mô tả bên dưới của video á. Thì các bạn có thể đăng ký hoặc đọc cái bài viết ở trong cái trang web Chiến binh MMO của mình để xem cái cách thức làm thế nào để mình có thể đăng ký một cái tài khoản ở trên cái ví VNDC, được không ạ? Rồi, cái video này thì mình cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy like video nếu như mà thích, share video cho những người mà cần đến những cái kiến thức này. Cảm ơn các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.